97, 98, 99. Ủa, xu của tớ. Làm ơn cho một vé. Woohoo, cậu là khách thứ 1 triệu. Chúc mừng. Rạp phim là của cậu cả tuần nha. Cậu chịu trách nhiệm đó. Chúc may mắn. Hả? Nhưng còn... Quản lý mới, luật mới. Giờ mọi thứ đều được phép, kể cả khủng long. Mời vào. Lối này. Chào mừng ngài T-Rex. Ủa không, không phải anh ta. Bếp của tớ đây. Xin lỗi, cậu không được vào. Luật mới nha. Để xem nào. Cậu là bảo vệ hả? Tớ sẽ lấy số đo của cậu. Eo trước. Ai muốn bắp rang? Tuyệt. Wow. Theo tớ. Wow. Hãy gặp chàng bảo vệ mới và tốt hơn. Đi chơi không bé? Không có bảo vệ. Đi thôi. Đồ uống miễn phí cho mọi người. Mau đến đây, đừng ngại. Xem phim vui vẻ. Mọi người vào hết chưa? Theo tớ đi Martin. Dừng lại. Phí nhà vệ sinh là 30 đô. Tiền đây. Việc này sẽ kiếm được cả một gia tài. Cậu phải trả tiền. Mau đi, thiên tài. What? Chân của tôi tê quá. Nè, bảo vệ. Vô ích. Chị lao công à, giúp cho em với. Ở đây có đồi tấp hồi lắm. Ở đây hả? Trong này. Đồi vớ này. Được thôi. À, thơm như hoa. Đây là chương trình mới. Mortal Kombat. Nhưng bằng cách nào? Ê, tớ muốn xem Mortal Kombat. Nhanh lên. Nhanh đi, đánh cậu ta. Tớ lại thắng rồi. Không công bằng. Đổi tay cầm đi. Lấy cho tớ bắp rang nha. Không, nhiều hơn. Nhiều nữa. Tiếc. Làm cho nó siêu siêu nóng luôn đi. Ok. À đúng rồi đó. Thêm ớt nữa đi. Hoàn hảo. Cảm ơn nha. Cho tớ thử với đi. À, nóng quá. Tự cứu mình đi. Ủa, chuyện gì vậy? Sao thế? Tớ tịch thu bắp của cậu. Ê, đừng. Xem cơ bụng phim của tớ nè Martin. Tớ đã tập suốt luôn đó nha. Chị sẽ lấy vé của em. Lấy vé phim của chị lao công. Cậu thật là quản lý. Chỉ cần một chiếc áo choàng nè. Ủa, bắp rang. Tớ cũng muốn ăn nữa. Hả? Tớ hiểu rồi, đến ngay đây. Bắp của cậu đây, thưa cậu. Tớ khát quá. Nhanh lên. Tớ nghe thấy rồi. Đồ uống nè. Nữa hả? Vẫn không đủ. Tốt thôi. Thưa cậu, đây là phần gấp đôi. Hả? Bắp và Pepsi. Cậu không muốn hả? Để tớ cho. Em yêu, cảm ơn vì đã đến tối nay. Gì đấy? Nè, phim của bọn tớ đâu? Bọn tớ không muốn xem mấy cậu đâu. Để tớ xử lý. Hôm nay chúng ta sẽ chiếu phim tình cảm của bọn tớ. Tình yêu, anh yêu em. Em là tình yêu lớn nhất của đời anh. Thật là ngọt ngào. Bộ phim lãng mạn quá đi. Hoàng hôn. Làm ơn cho tớ một bắp rang thường đi. Không, cậu cần bắp rang siêu độc lạ. Đây là bắp điều khiển thời tiết. Wow, cảm ơn. Trời lạnh cấu. Thật siêu nóng. Lấy bắp bà đề của cậu đi nè. Trả lại tiền cho mình. Nè. Ai, tao chán quá. Để xem chị lao công đang làm gì. Bắp rang. Thêm bắp nè. Ôi trời, cô nàng đang dọn hết mọi thứ. Được thôi, thử dọn hết chỗ bắp này đi. Tớ chịu thua. Tớ sẽ trả hết mọi thứ để mua hết bắp rang này. Không, bắp của mình. Lấy chung nước nha. Dừng lại. Chỉ cao bồi mới được vào thôi. Hả? Không công bằng. Đến lúc tỏa sáng rồi. Tạm biệt mấy bạn. Cậu đang làm gì vậy? Thắng trận đấu tay đôi anh bạn. Làm ơn cho một bắp đi. Chị đang nhìn em đó nha. Xin lỗi. Tôi biết phải làm gì rồi. Làm ơn cho một bắp. Lừa được rồi. Cảm ơn vì lấy bắp nha. Là vị phô mai. Tôi đi nghỉ về rồi đây. Trông cậu rất tuyệt, Martin. Rạp phim của tớ sao rồi? Cho tớ xem số dư đi. Hả? Chúng ta mang nợ. Nhưng làm sao? Archie. 1, 2, 3. Nè Archie. Lại đây. Woohoo! Bạn thích Archie làm quản lý không nào? Hãy bình luận cho bọn tôi biết bạn sẽ làm gì nếu điều hành một rạp chiếu phim nha. Và các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn thích video này và bật chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ các video mới hấp dẫn từ WooHoo.